kênh Chim Nhồng Việt Nam xin mến chào các bạn cùng các anh em gần xa. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay các bạn những chú chim mà mình đang thanh lý. Đây là những chú chim nhồng ở Đắk Lắk các bạn. Nhồng Đắk Lắk chuẩn luôn. Đây các bạn nhìn thấy là mỏ vàng, chân vàng, cũng như là tích vàng nha các bạn. Đó. Đây, các bạn nhìn thấy đây. Chân vàng, mỏ vàng, tích vàng. Và sau này là cái mỏ của nó, về sau này là nó sẽ là đỏ dần dần nhé các bạn. Đây còn bên đây nữa các bạn. Đây còn bên đây nữa. Chim đây là mổ hết được rồi nha các bạn. Đó, tự ăn hết rồi. Đó, đây các bạn, cá mình để đây cũng tự ăn hết rồi. Và mình đang còn một số chim nhồng một và nhồng đầu mùa thì đang còn bên đây các bạn. Đây, mình đang còn mấy con này. Đó, đang tắm kìa. Đó. Đó, quay các bạn xem. Chim nhồng Đắk Lắk chuẩn 100% luôn. Mình hôm nay mình quay các bạn để mình thanh lý với giá là 1.200.000. 1.200.000 một em nhá. Đó. Đây bên đây. 1.200.000. Còn chim nhồng một với lại chim nhồng đầu mùa mình đang còn lại là 3 con. Nó đang còn hai con đây, mấy con đây là 3 con. Thì chim nhồng một đây thì mình bán với giá là 1.800.000, mình bao trống nha các bạn. Đó. Đây là chim nhồng một, cho nên là mình bán giá nó cao hơn là 1.800.000 là mình bao trống. Mà mình bao trống mình không bao ship nha các bạn. Còn bên đây thì giá là 1.200.000 mình đang thanh lý. Và một vài ngày nữa thì mình sẽ về một lô nhồng tai trâu. Một lô nhồng tai trâu khoảng vài ngày nữa mình mới về được. Thì mình sẽ quay lên các bạn video tiếp theo của nhồng tai trâu. Còn hôm nay mình sẽ quay các bạn thanh lý về mấy chú chim nhồng chuẩn ở Đắk Lắk đây. Đó, rất là to. Và các bạn nào xem video này mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh Chim Nhồng, cũng như là để nhận được các video mới nhất tiếp theo của kênh Chim Nhồng nha các bạn. Đó. Đây là mấy chú chim nhồng đầu mùa mà 1.800.000 mình vừa nói đây các bạn. Các bạn nào mua chim thì hãy liên lạc với mình qua số điện thoại cũng như là số Zalo mình sẽ để trên màn hình để các bạn gọi điện cũng như là kết bạn Zalo để gặp mình trực tiếp nha các bạn. Đó, đây các bạn thấy chim này. Đó, mình sẽ quay gần lại để các bạn thấy này. Còn bên đây là chim đầu mùa đây. Mình đang còn mấy con này. Đó, còn bên đây nữa.
Rồi, video này mình xin kết thúc ở đây. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.